ngày 25 tháng 11, do ảnh hưởng của bão số 9, thành phố Hồ Chí Minh có mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường trên toàn thành phố bị ngập nặng. Có nơi ngập sâu hơn 1 mét. Theo phần mềm cảnh báo ngập nước của công ty thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 18 giờ, toàn thành phố có hơn 40 điểm ngập. Một số tuyến đường ngập nặng như Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh quận 2, Nguyễn Hữu Cảnh, nước ngập hơn 50 cm. Các tuyến đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp, quận 9, nước chảy xiết gây khó khăn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, đang thi công sửa chữa, bị ngập nặng, nhiều đoạn ngập trên 1 mét. Mưa lớn, kèm theo gió giật mạnh, khiến nhiều cây xanh bị đổ. Tại đường Nguyễn Văn Linh, thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, mưa và gió lớn, khiến một cây cổ thụ, đường kính gần 1 mét, bật gốc trong mưa gió, đè trúng một người đang chạy xe máy. Nạn nhân bất tỉnh tại chỗ, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng thiệt mạng sau đó. Tại phường Bến Nghé quận 1, một cây cột điện ngã, đè vào ô tô đang đậu bên đường, khiến xe hư hỏng nặng. Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành, Chương trình Chống ngập nước thành phố, Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết, Trung tâm đã huy động gần 700 người thực hiện công tác thoát nước, vớt rác ở các miệng cống, điểm thoát nước. Đơn vị cũng đã huy động 27 máy bơm, hàng chục xe cẩu, xe tải, xe hút và các máy bơm dự phòng, tham gia chống ngập, bơm thoát nước từ trưa ngày 25 tháng 11, nhưng do mưa lớn lại kéo dài, nên không kịp thoát nước. Sau cơn mưa lớn, chiều 25/11, một số tuyến đường như Quốc Hương, Tống Hữu Đình, số 41, số 65, thuộc phường Thảo Điền, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, lại chìm trong biển nước. Bão số 9 áp sát huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận, gây mưa to gió lớn, khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, cây xanh đổ rạp bên đường. Đường phố Vũng Tàu chìm trong nước, hàng chục nghìn dân Ninh Thuận phải sơ tán. Chiều ngày 25 tháng 11, bão số 9 đã đổ bộ vào nước ta. Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ninh Thuận, Bình Thuận đang có mưa to, gió lớn. Nhiều nơi đường phố chìm trong nước. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mưa rất lớn, gió giật mạnh cấp 8 cấp 9, cây cối ngã đổ ở nhiều nơi. Sóng biển tại thành phố Vũng Tàu đang dâng cao trên 3 mét, có tàu cá công suất nhỏ của ngư dân đã bị chìm tại khu vực bãi trước, ngay thời điểm bão đổ vào. Bất chấp mưa gió, lực lượng biên phòng vẫn xông ra đường để dọn dẹp cây gãy đổ. Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, nhiều khu vực cũng đã bị ngập cục bộ. Nước tràn về, làm cho khu vực xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận bị ngập sâu. Khu vực thôn Gò Đền, xã Tân Hải, Ninh Hải bị ngập sâu, thậm chí có nơi ngập hơn 1,2 m. Theo tin tức trên báo Thanh Niên, bão số 9 đã đổ bộ thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu và gây mưa to gió lớn. Ông Nguyễn Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết, mưa to làm ngập một số tuyến đường, gây khó khăn cho phương tiện giao thông. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, hiện nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh, nên chính quyền địa phương phải sơ tán khẩn cấp trên 39.000 người dân của các huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc đến nơi an toàn. Đây là những người ở vùng trũng, ven sông. Bão số 9 quét qua Vũng Tàu, cây xanh gãy đổ la liệt. Do ảnh hưởng của bão số 9, gió giật mạnh cấp 8, cấp 9, khiến nhiều cây xanh dọc ở thành phố Vũng Tàu bị gãy đổ. Lượng mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ. Trưa nay, cơn bão số 9, bão Usaji, đổ bộ vào Bà Rịa Vũng Tàu. Trước thời điểm vào đất liền, bão số 9 ít nhiều đã suy giảm về cường độ, nhưng vẫn gây ra gió giật cấp 8, cấp 9. Do ảnh hưởng của bão số 9, bắt đầu từ 7 giờ sáng nay, thành phố Vũng Tàu có mưa khá nặng hạt. Tới trưa, gió mạnh dần lên, khiến nhiều người đi đường bị ngã xe, nhiều cây xanh bị bật gốc, nằm chắn ngang đường. Để đảm bảo an toàn cho người đi đường, chính quyền địa phương dùng cưa máy cắt khúc, giải tỏa ùn tắc. Mưa rất lớn đã xảy ra, khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, ô tô di chuyển khó khăn, trong khi người đi xe máy phải dẫn bộ trên vỉa hè. Không chỉ có thành phố Vũng Tàu, mưa lớn, gió giật mạnh cũng xảy ra ở nhiều địa phương của Bà Rịa Vũng Tàu, như Xuyên Mộc, Long Điền. Nhờ có sự chuẩn bị khá kỹ càng, ứng phó với bão số 9, người dân ở các vùng xung yếu được di tản tới nơi an toàn. Tới thời điểm hiện tại, tỉnh này chưa ghi nhận thiệt hại về người. Lúc 12 giờ, ngày 25 tháng 11, Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo, Đài khí tượng Thủy Văn, khu vực Nam Bộ cho biết, bão đã đi qua Vũng Tàu và đang ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Quyết, hiện tại,
gió ở Cần Giờ tối đa, mạnh cấp 6. Cường độ gió đã giảm. Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển vào đất liền, các tỉnh Đông Nam Bộ. Áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa cho tỉnh Nam Bộ như Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và cả thành phố Hồ Chí Minh từ trưa tới đêm nay. Cần Giờ mưa to, gió giật mạnh, pha Bình Khánh phải hoạt động để cấp cứu bệnh nhân. Đến trưa nay ngày 25 tháng 11, bão số 9 đang áp sát bờ. Huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện các biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống bão số 9. Tại khu vực ven biển, hàng quán hầu hết đóng cửa, tàu thuyền được neo đậu, an toàn ở ven bờ. Khoảng 11 giờ 45, ngày 25 tháng 11, tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh mưa to, kèm theo gió lớn và giật mạnh. Cần Giờ là khu vực đầu tiên của thành phố chịu ảnh hưởng của bão số 9. Tính đến 11 giờ 45, trên địa bàn chưa ghi nhận thiệt hại nào đáng kể. Đồng chí Lê Minh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ cho biết, trước tình hình mưa lớn và gió mạnh, huyện đang theo dõi sát tình hình cơn bão, tất cả các biện pháp ứng phó với bão. Huyện giữ nguyên biện pháp, di dời và chăm lo cho bà con ở những nơi an toàn. Đối với tàu thuyền, ở những nơi tránh trú bão, huyện vẫn giữ nguyên lệnh cấm biển, các lực lượng chức năng hiện nay đang sẵn sàng ứng phó với bão khi có sự cố thiên tai xảy ra. Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thanh Liêm cho biết, lãnh đạo thành phố và huyện Cần Giờ cùng các lực lượng chức năng luôn túc trực xuyên suốt, thông báo kịp thời cho bà con thông tin về cơn bão số 9 qua các hệ thống thông tin trên địa bàn. Khuyến cáo người dân không đi ra ngoài nếu không có việc cấp thiết bởi gió khá mạnh. Tại các điểm tránh trú bão, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ và các xã, thị trấn chăm sóc đầy đủ cho người dân với lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men. Cũng theo đồng chí Lê Thanh Liêm, hiện lực lượng vũ trang của thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Cần Giờ triển khai các phương án ứng phó với bão số 9, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khi cần thiết. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cũng được các lực lượng đảm bảo. Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cũng đã điều 63 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện, trang thiết bị xuống huyện Cần Giờ để sẵn sàng cho công tác cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. Bộ đội biên phòng thành phố cũng đã bố trí lực lượng và 3 tàu chuyên dụng cho công tác ứng phó với bão số 9. Sáng cùng ngày, trên địa bàn huyện Cần Giờ có trường hợp một phụ nữ mang thai bị hen suyễn, cần mổ cấp cứu nhưng y tế địa phương không đủ khả năng thực hiện. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và huyện Cần Giờ đã kịp thời chỉ đạo ban lãnh đạo phà Bình Khánh điều phà cỡ lớn, chở xe cấp cứu qua phà để đưa bệnh nhân tới bệnh viện tuyến trên. Trước đó, phà Bình Khánh đã ngưng hoạt động từ 19 giờ ngày 24 tháng 11. Vì sao bão số 9 di chuyển lắt léo, vận tốc và cường độ thất thường? Vượt qua kinh tuyến 110, bão số 9 bắt đầu di chuyển chậm lại, đổi hướng xuống phía nam, rồi lại chết lên hướng tây bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ ngày 25 tháng 11, bão số 9 chính thức suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào khu vực từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Bến Tre. Trên đường di chuyển trên Biển Đông, có thời điểm bão mạnh lên cấp 10, giật cấp 12. Tuy nhiên đến sáng ngày 25 tháng 11, bão gần như không di chuyển trong 3 giờ đồng hồ, chỉ quanh quẩn ở vùng ven biển, từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre, cường độ suy giảm. Lý giải về hiện tượng này, ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong quá trình di chuyển, những cơn bão thường có sự thay đổi thất thường về vận tốc và hướng đi. Khi ở xa bờ, bão số 9 chịu sự chi phối của hệ thống dẫn đường, gọi là dòng gió đông trên cao, nên di chuyển tương đối ổn định. Tuy nhiên vùng áp cao này chỉ có phạm vi ảnh hưởng đến kinh tuyến 110. Khi cơn bão vượt ra khỏi ranh giới này, sẽ di chuyển theo quán tính và tự điều chỉnh lại đường đi, ông Năng lý giải. Ngoài ra, các vùng áp cao ở Tây Bắc và Ấn Độ Dương cũng tác động đến đường đi của bão. Bão số 9 được dự đoán là cơn bão cuối mùa, có cường độ mạnh, diễn biến phức tạp. Theo quan sát trong 5 ngày qua, bão bắt đầu hình thành từ áp thấp nhiệt đới, mạnh lên thành bão, rồi lại giảm xuống thành áp thấp nhiệt đới. Khi vào đất liền, mặc dù đã suy yếu, nhưng bão số 9 vẫn gây ra thiệt hại nhất định. Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, tính đến 12 giờ ngày 25 tháng 11, bão khiến 10 ngôi nhà bị sập, 8 nhà ở Bình Thuận, 2 nhà ở Ninh Thuận. Diện tích lúa bị ngập là 463 hectare, Ninh Thuận. Hai vị trí đường sắt qua huyện Thuận Bắc
Ninh Thuận bị sạt lở. 36 tàu thuyền, ở hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, bị chìm và hư hỏng. Ở thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu, có nhiều cây cối ngã đổ.